Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Sau đăng quang danh hiệu Hoa hậu vài ngày, người đẹp 21 tuổi đã nhanh chóng tham gia các hoạt động quảng bá du lịch Osaka. Cô nỗ lực thể hiện tốt hình ảnh người phụ nữ truyền thống Nhật Bản. Danh hiệu Hoa hậu Đại sứ du lịch châu Á 2019 tổ chức tại Nhật Bản gọi tên người đẹp Lê Bảo Tuyền, sinh năm 1998, đến từ Việt Nam. Cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu một cách xứng đáng nhờ gương mặt khả ái và ứng xử thông minh. Ngoài danh hiệu Hoa hậu, người đẹp còn đoạt giải phụ Best Beauty Face Hoa hậu có gương mặt đẹp nhất. Lần đầu diện kimono quảng bá du lịch Nhật Bản, Bảo Tuyền nhiệt tình thể hiện nét đẹp truyền thống của cô gái Nhật trong mỗi khung hình. Sau đăng quang vài ngày, tân hoa hậu đã có những hoạt động đầu tiên tại thành phố Osaka, Nhật Bản. Theo yêu cầu của ban tổ chức cuộc thi, Bảo Tuyền tiếp tục hành trình quảng bá du lịch Nhật Bản. Cô diện chiếc áo kimono in họa tiết hoa nổi bật chụp ảnh tại một số điểm du lịch nổi tiếng ở Nhật Bản. Thông qua hình ảnh này, Hoa hậu Đại sứ du lịch châu Á muốn giới thiệu khung cảnh tuyệt đẹp của đất nước mặt trời mọc. Bảo Tuyền cho biết đây là lần đầu tiên cô đăng quang cuộc thi nhan sắc nên cảm thấy vô cùng xúc động. Cô cho rằng bản thân mình may mắn và sẽ nỗ lực để khiến danh hiệu Hoa hậu Đại sứ du lịch châu Á trở nên có ý nghĩa hơn. Chính vì thế, Bảo Tuyền không từ chối bất kỳ hoạt động quảng bá du lịch nào mà ban tổ chức đề nghị. Tôi lấy làm vinh dự khi tên mình được xướng lên ở vị trí đứng đầu cuộc thi Hoa hậu Đại sứ du lịch châu Á 2019. Tôi vốn là người yêu thích những giá trị truyền thống, văn hóa và du lịch, vì thế, danh hiệu này như tiếp thêm niềm đam mê có sẵn trong tôi và cũng là động lực thúc đẩy tôi thực hiện mơ ước của mình là được khám phá, tìm hiểu văn hóa châu Á. Tôi sẽ nỗ lực để hoàn thiện mình trong chặng đường sắp tới, Bảo Tuyền cho biết. Lần đầu tiên khoác lên mình trang phục kimono truyền thống Nhật Bản, Bảo Tuyền vô cùng hào hứng. Cô cùng nghe kiếp hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp trên đường phố Osaka và một số điểm du lịch nổi tiếng khác. Chiếc kimono in họa tiết hoa tông màu cam tôn nét đẹp đậm chất Á Đông của Bảo Tuyền. Gương mặt khả ái cùng vóc dáng cân đối giúp người đẹp tỏa sáng trong mỗi khung hình. Gương mặt xinh đẹp cùng nét thân thiện, khả ái của Bảo Tuyền đã giúp bộ ảnh trở nên sống động. Sau hành trình cuộc thi và quảng bá du lịch Nhật Bản, Bảo Tuyền sẽ trở về Việt Nam để tiếp tục việc học tại trường Đại học Y Hải Dược thành phố Hồ Chí Minh. Cô đồng thời tham gia nhiều hoạt động quảng bá du lịch, truyền thống, văn hóa Việt Nam cùng ban tổ chức. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.